bọn em cũng vừa làm vừa tiết kiệm, đôi khi thậm chí mà một ngày bọn em phải nhìn nhìn đăng. Em tên là Vĩ và em là một trong hai người sáng lập của nhóm Sài Gòn Xanh. Thì nhóm em là một cái nhóm trước là một cái nhóm là nhóm tình nguyện viên tự phát, và bây giờ đang chuyển sang là một cái tổ chức phi lợi nhuận. Và các bạn tham gia nhóm em thì đa phần là các bạn là sinh viên, học sinh. Thì nhóm của em tới bây giờ là đạt hơn 500 bạn tình nguyện viên và đã thu gom hơn 2.000 tấn rác và trên hơn 100 cây rạch tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài đó thì có những tỉnh lân cận như Tiền Giang, Cần Giờ với lại Vũng Tàu. Rồi nè, khoan, giờ hỏi lại nè, bên đây giới thiệu tên rồi, bên đây chưa nói tên. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Lương Ngọc. Em năm nay 28 tuổi và quê của em ở Gia Lai. Và em là người sáng lập team Sài Gòn Xanh, và cùng với là bạn Vĩ cũng là một người sáng lập team Sài Gòn Xanh luôn ạ. Ngọc, 28 tuổi, quê Gia Lai. Có vợ chưa? Dạ chưa, em đang độc thân ạ. Có người yêu chưa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Còn Vĩ là nhiêu tuổi? Em 23 ở Đắk Lắk. Rồi. Cũng tình trạng giống như anh này. Là cũng chưa có người yêu luôn. Dạ. Chưa có bồ luôn. Dạ. Có đang ngấp nghé ai không? Có. Thì đó, hỏi cho biết vậy thôi. Thật ra thì tụi em là những người trẻ rất là thích làm việc tốt luôn. Nhưng mà khó cái là tụi em thì không có kinh tế. Cái kinh tế rất là quan trọng mà tụi em không có. Và một ngày vô tình mà tụi em xem ở trên cái trang mạng xã hội, tụi em thấy một cái đội nhóm có 5 bạn thôi mà họ lao xuống dòng kênh mà làm rất là vất vả, xong làm một thời gian mà vớt sạch được hết cái rác trên dòng kênh, là tụi em thấy rất là ấn tượng. Và tụi em thấy cái công việc này có cần gì nhiều đâu, cũng chỉ cần bỏ sức ra, bỏ chút thời gian ra là tụi mình có thể làm được rồi. Thế là anh em lên ý tưởng thì em bắt đầu rủ rê ông này, rồi hai anh em bàn bạc rồi triển khai làm luôn. Là đầu tiên chỉ có hai ông lao xuống kênh móc rác thôi. Dạ đúng không? Lượm rác thôi chứ chưa có ông nào theo phụ hết. Chưa hả? Làm được bao lâu thì bắt đầu có người thứ ba, thứ tư vô? Thật ra thì phải làm đến tận hơn một tháng. Thì bắt đầu là cũng lúc đó là bàn của ông này là làm trong một cái chỗ làm đó. Bắt đầu thấy những cái clip của tụi em, có hai anh em làm thôi. Ủa, thấy hai anh em làm rồi ai quay clip? Em quay luôn. Ủa? Người làm người quay. Một tay lùm rác, một tay quay clip. Dạ. Nói chung là em, tất cả những cái video mà từ trước tới nay thì đa phần là em quay và em được dựng lên luôn. Có bao giờ đang làm rồi cái điện thoại rớt xuống cái mương đó không? Dạ có. Có luôn. Rớt hoài anh. Rớt hoài luôn. Rồi mua điện thoại mới hay lấy lên chùi chùi lao lao làm tiếp? Cái điện thoại của em thì em tính trước rồi là chống nước. Thì rớt xuống mà em chập lên rồi nó sạch liền, chứ không là để nó vô nước cái là thôi anh em không có cái điểm mà tác nghiệp luôn. Và lúc mà anh em làm thì nói chung là rất là may mắn là có rất là nhiều bạn xem những cái video của em, nói chung là đụng vào cái cảm xúc của các bạn, và các bạn càng lúc càng tham gia rất là đông, nên đó là một cái động lực mà cho em với lại bạn Vị phát triển. Nếu vậy là ban đầu khi các em làm cùng với nhau, tức là có hai người làm thôi, là đã có một cái ý định là mình làm công chuyện này, nhưng mình sẽ lan tỏa nó để nhiều bạn trẻ cùng làm với mình, đúng không? Dạ. Đó chưa? Thì bắt đầu thật ra tụi em chỉ muốn làm việc tốt thôi. Và tụi em chỉ muốn tự mình làm thôi. Tự mình làm và đăng những clip lên trên mạng xã hội. Nhưng vào một ngày mà khi được clip của tụi em được viral trên các trang mạng xã hội và được rất rất nhiều người ủng hộ cũng như là muốn tham gia, thì lúc đó là team tụi em đã được 5 người rồi. Và tụi em thấy là rất là nhiều người tham gia, thì hay là bây giờ mình mở ra một cái cuộc ra quân lớn coi xem có thử có ai đi không. Thì lúc đó là tụi em đầu năm 2023 tụi em có mở ra cũng lúc đó được 40+ người. Và tụi em rất là bất ngờ, hóa ra không phải là có 5 đứa gọi là 5 đứa khùng khùng như mình mà còn rất nhiều lượt. Nói hơi vui vui là nó khùng khùng giống mình nữa. Thì ra là tìm rất là người chung chí hướng đó, là tụi em bắt đầu là thấy rất là nhiều người, bắt đầu từ cái bước đó là tụi em phát triển dần. Rồi ban đầu khi tụi em làm vậy á, là tụi em làm ở khu vực nào? Ở quê tụi em hay là làm ở đâu, hay thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mình luôn ạ. Lúc ban đầu á, bọn em làm thì có những cái vật dụng thô sơ thôi, chỉ có cái gọi là bao tay và bao rác. Cái đồ gấp? Không gấp luôn. Chứ bọn tay. Em bốc tay luôn. Bây giờ là mua gấp bọn em thấy cũng tốn tiền. Nói chung là nó cũng tốn tiền thì ban đầu thì bọn em chỉ dọn những cái bãi rác ở trên những cái bờ sông, trên bờ kênh rồi đó, bờ. Chưa dám xuống lồi như đó.
Thì trong cái thời gian mà làm việc tầm 2 tháng rưỡi, bọn em mới đi tìm cái đồ để mà xuống lội xuống dưới kênh đó. Và bọn em tìm chắc cũng tầm nửa tháng. Em với bằng Vị cũng tìm nghiên cứu rồi tìm nửa tháng rồi bọn em mặc vô thử và bọn em thử trải nghiệm xuống dưới đó. Và bọn em thấy nó cũng ok, nước nó cũng vô luôn. Và trong cái đồ bảo hộ. Mấy cái đôi giày ủng á phải không? Dạ, yeah, cái đồ bảo hộ, đồ giày ủng á. Ban đầu tụi em làm vào cái thời điểm nào trong ngày, sáng, trưa, chiều, tối? Thì bên em làm lúc ban đầu thì là chia thành 3 ngày trên một tuần. Là thứ tư, thứ sáu và chủ nhật. Và bọn em làm thì từ 6 giờ sáng là bắt đầu bọn em đã tập trung làm việc rồi. Cho tới chiều. Làm tới chiều luôn? Dạ, yeah. Thì cái giờ bọn em làm luôn luôn, nó cố định cũng là cái ngày đó và cái giờ đó luôn. Và các bạn tập trung, các bạn phải dậy sớm 5 giờ, 4 giờ sáng phải tập trung lại chỗ đó. Và ngoài, cùng nhau làm. Nhưng mà các em có công việc gì bên ngoài chưa? Có đi làm ở đâu không? Có. Dạ, lúc ban đầu thì bọn em cũng có một cái công việc chính của bọn em làm là em là về marketing. Và cũng bán hàng, bán sản phẩm. Và bọn em có làm thêm cái nhân viên phục vụ nhà hàng nữa. Bọn em có thời gian rảnh. Bọn em chia ra cái gì là thứ tư, thứ sáu, chủ nhật. Thì bọn em sẽ sắp xếp những giờ đó để bọn em với lại bằng Vị, bạn ấy cũng là một chạy SEO công nghệ và hai anh em cũng sắp xếp lịch rồi, cũng nói chung là cũng thời gian nó cũng rảnh, anh em bỏ ra một thời gian rạch của mình để làm cái công việc này. Và bây giờ thì cái thời gian nó càng ngày càng nhiều và cái trách nhiệm của mình càng ngày nhiều hơn thì anh em tạm gác công việc chính của mình lại để làm. Nãy giờ thấy Dược Sĩ Tiến ghi chép quá trời kìa. Chắc là bây giờ sẽ có những câu hỏi khóc búa dành cho em đây. em cho anh hỏi một tí xíu là em nói là em tạm gác lại công việc chính của mình hả? Vậy thì hiện giờ tụi em lo cái sinh nhai của mình bằng cách nào? Thì cái thu nhập của bọn em thì bọn em cũng có một cái khoản kinh phí từ gia đình, từ cái công việc ở quê em. Thì cái đó thì cũng là nuôi, nói chung là cùng ba mẹ em, cũng là người thân em cũng cũng có hỗ trợ. Và trong cái thời gian quay rồi bây giờ thì bọn em cũng vừa làm vừa tiết kiệm, đôi khi thậm chí mà một ngày bọn em phải nhịn ăn